Lực lượng chức năng đã trục vớt được xe đầu kéo, và bên trong xe có người. Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì cầu Phong Châu đã tìm được 3 nạn nhân trong tổng số 8 nạn nhân. Vậy thì còn 5 người còn đang mất tích. Có rất là nhiều người theo dõi để chờ xe cẩu đi trục vớt nạn nhân, trục vớt các phương tiện bị rơi xuống gầm cầu Phong Châu. Trong đó thì các thanh sắt của cầu Phong Châu được cắt rời ra để xe cẩu nâng lên bờ, và đồng thời đầu kéo của xe đầu kéo cũng được tách ra để xe cẩu nâng lên. Thì tìm thấy được một thi thể bên trong cabin. Và hiện giờ thì còn nhiều xe còn bên dưới chưa có thể trục vớt được. Mọi người đã rất là vất vả trong cả chục ngày để mà tìm kiếm các nạn nhân.